Thảo Mạc Tổng Ban Việt Ngữ Trần Như xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do tối thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019. Thưa quý vị, tổ chức bảo vệ ký giả CPJ vào ngày 10 tháng 9 công bố phúc trình với nhận định Việt Nam là một trong 10 nước kiểm duyệt báo chí cực kỳ khắt khe trên thế giới. Cụ thể, ngoài Việt Nam còn có Eritrea, Bắc Hàn, Turkmenistan, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Iran, Guinea, Xích Đạo, Belarus và Cuba. Nhóm 4 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran bị cho là đã bỏ tù và sách nhiễu các nhà báo cùng gia đình họ. Cơ quan chức năng cũng có những biện pháp giám sát mạng, kiểm duyệt Internet, mạng xã hội. Việc xếp hạng các nước được căn cứ vào những dữ liệu gồm các biện pháp giới hạn truyền thông tư nhân hay độc lập, luật hình sự về tội phỉ báng, những hạn chế về thông tin giả, biện pháp chặn các trang chủ, cơ quan chức năng giám sát các phóng viên. Những quy định về cấp phép truyền thông, hoạt động, xâm nhập phi pháp vào các trang web. Thưa quý vị, luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam kể từ đầu năm 2019, cũng bị cho là có những quy định tùy tiện, mơ hồ, giới hạn quyền tự do biểu đạt của người dân. Thưa quý vị, 30 trên 38 kết quả xét nghiệm mẫu máu nước tiểu của người dân ở Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường có nồng độ thủy ngân trong máu. Tuy nhiên, kết quả nằm dưới ngưỡng 10 mức tối đa cho phép. Thông tin vừa nêu được truyền thông trong nước cập nhật vào ngày 10 tháng 9, nâng tổng số người bị nhiễm thủy ngân lên con số là 112 người sau vụ cháy kho của nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông. Trước đó, thì Bệnh viện Bạch Mai cũng công bố trong hơn 100 người tới khám, xét nghiệm nồng độ thủy ngân trong máu và nước tiểu. Ở Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai thì đã có 82 trường hợp có thủy ngân trong máu thấp dưới 10 mức độ tối đa cho phép. Tuy nhiên thì báo chí nhà nước không cho biết con số chính xác thủy ngân trong máu của các trường hợp này là bao nhiêu và có phải điều trị hay thải độc gì cho những người này hay không. Sở Y tế Hà Nội còn cho biết thêm trong 4 ngày từ hôm 6 tháng 9 cho đến 10 tháng 9 thì có gần 1.200 người đã đến khám bệnh tại các trạm y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Văn phòng Thủ tướng Việt Nam vào ngày 9 tháng 9 có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý hậu quả vụ cháy nhà máy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ngày 28 tháng 8 vừa qua. Thưa quý vị, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre hôm 10 tháng 9 năm 2019 trả lời phỏng vấn mạng báo Đất Việt về vụ bà Đào Thị Lan Hương, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh bỏ trốn, cho hay chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ông cho biết trong thời gian qua thì nhiều tội phạm có liên quan tới các vụ án kinh tế lớn gây thất thoát, thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế, nhưng sau khi bị khởi tố thì đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc bỏ ra nước ngoài. Đây đều là những đối tượng có khả năng kinh tế vững, có nhiều tiền, thậm chí là hầu hết đều có nhà cửa, gia đình, định cư ở nước ngoài, mà lại không có biện pháp đề phòng để các đối tượng bỏ trốn rồi phải đi truy nã, bắt về. Đây là điểm rất khó hiểu. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã vừa có quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan, 59 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin của truyền thông trong nước loan đi ngày 8 tháng 9 thì bà Lan đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp bằng cách truy cập vào YouTube RFA Tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối mai. Mến chào và cầu chúc quý vị thật nhiều niềm vui và bình an.